Hello honey, how are you? Welcome back to my channel. Xin chào. Lần này sẽ là một tập nữ công gia chánh nha mọi người. Thì Minh Tú đã có cơ duyên gặp được gọi là cô đi. Tại vì con của cái cô này nhỏ hơn Minh Tú có 6 tuổi thôi à. Cô chỉ sẽ dạy cho Minh Tú nấu ăn, thức ăn gọi là thức ăn Indo á, giống như là thức ăn truyền thống ở Việt Nam thì mình có phở rồi bánh xèo, bún đậu, mắm tôm gì đó. Thì bây giờ cô sẽ chỉ cho Tú nấu cái đồ ăn nổi tiếng của Indonesia. Cô này là người Bali 100%. Cô đã nói là cô sống trong một cái gia đình nhà chồng giống như ở Việt Nam mà giống người Việt đó, là nguyên cái nhà đó có 12 người và cổ là người sẽ nấu ăn cho 12 người đó, nguyên cái nhà đó từ già đến lớn trẻ. Thì hồi xưa thì cổ sẽ làm nấu ăn cho mấy cái villa, những cái người khách thuê như Minh Tú nào muốn ăn cái gì thì cổ sẽ lại cổ nấu. Nhưng mà bây giờ mùa dịch thì cổ không có việc, với lại con trai của cổ mới có cháu, là cái thằng đó nó mới có 23 tuổi thôi, nó đã có con rồi. Nên bây giờ cô sẽ ở nhà nấu cơm cho cả gia đình và chăm sóc cháu. Bây giờ mình đi vô hàng gà. How much do you want? Do you want a fillet? Yeah, fillet. Đây là cô giáo của mình. Hôm nay cô đó sẽ dạy cho mình nấu đồ ăn Indo. Chợ mùa dịch thì nó sẽ rất là vắng. Đây là đậu hũ á mọi người. Anh này mê chơi game rồi. Play game. What do we call? Tempeh. Like tofu. Soyabean. Soyabean. Tempeh. Tempeh. You wanna mix with tofu or just tempeh? Can everything. Yeah. Đây là đậu hũ. Còn này là cái này không biết là gì, soya bean thì là đậu nành đó, nhưng mà không biết là nó như thế nào. Tiệm bán rau, bán nó giống như ở Việt Nam mình vậy mọi người ơi. Onion, Balinese onion. This is salad. Salad. Yeah. Hành tím gọi là salad. Bawang merah. Bawang. Bawang putih, garlic. Bawang putih. Và tỏi. Việt Nam. That's it. From Thai. No. Hello. Hey friend from Thai. Xin chào. Xin chào. Tại Thai. Oh yes. Xin chào. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Là cảm ơn. Lăng của kỳ đó, của kỳ mà người ta hay nấu thịt chó nè. Không có được ăn thịt chó này chưa? Giận đó. Nó giống như chợ Việt Nam mình y chang à. So you have a Vietnamese fan, friends. What is his name? Su. So you are waiter in on the ship. Câu chuyện là như thế này nè mọi người. Chú đó làm tiếp viên trên tàu, và có một người bạn là người Việt cũng làm tiếp viên trên tàu. Cái tàu đó đi đến Mỹ. Đó, như vậy đó. Bây giờ mình đi mua bột cà ri. Tại vì hôm nay nấu cà ri gà. Hồi nãy là trong shop kia là vẫn đem khẩu trang, chỉ có khi mà nói chuyện quay thì được cởi ra, tại vì là rửa tay rồi đo nhiệt độ rồi. Ở đây bán gạo, đường phèn, đường thốt nốt, đường phèn nè. FaceTime với bạn trai, chị bận FaceTime với bạn trai. FaceTime to boyfriend hả?
khô nè mọi người. Trứng rất là bự luôn. Big. Yeah. Big, small. Big. Big, big. Small. Yeah. 7.000 tiền Việt mình á. Nguyên một bịch ớt. Bây giờ mình sẽ đi về. Mua hết tổng cộng gà, rau, gia vị, tất cả mọi thứ mà chưa tới 100.000 rubia nữa. Có 80 à, là khoảng 140. Chưa tới 140 tiền Việt mình nữa. So usually in your family you cook rice, you eat rice every day. Mm-hmm. Same. Every day rice and mix with another like a tempeh tofu. Sometimes with chicken because for us no chicken is expensive. Expensive? Yeah, per kilo is 50,000 for now. So for you like chicken is expensive? Yeah. 1 kilo is 50,000 rupiah. It's 50. Around $3. Yeah. $3. $4 for one kilo chicken. Yeah. Expensive for the family. Normally how much? Before, just little bit less, like $3.35, something like that. So you don't eat chicken every day? Not every day. So just sometimes maybe once in the week. Wow. So what's the normal thing you eat? Fish. Fish will be cheaper. Cheaper. But fish healthier. Yeah. I like fish too. Yeah, cheaper. Hôm nay mình sẽ nấu chicken curry and fried rice. Mình sẽ nấu curry gà với lại cơm chiên. What is the name of fried rice? Nasi goreng. Nấu cơm chứ. Nấu cơm thì y như Việt Nam thôi mọi người. Usually my mom takes me 2 cups of rice, okay. 2 cups of water. Okay. But my mom and me say we're not a good cook. We are not a good cooker. If you can cook, you can be a good cook if you cook every day. Yeah. But after when I'm back from Bali, I am a good cooker because I cook every day. Every day, yeah. Yes. Your experience teach you. Nhìn ấy, nó là đậu nành nhưng mà nó còn hộp á mọi người. Còn cái này là đậu hũ. Đậu hũ thì quá quen thuộc rồi. Bây giờ đang chuẩn bị những cái đồ rau củ với gia vị để mà nấu curry. Chicken curry. Ở Việt Nam mình gọi là curry gà. So what do you call in here? Curry ayam. Curry ayam. Ayam meaning chicken. Yeah. Oh, because I try like they have ayam noodle soup on the street. Yes. Okay. Ayam là chicken. Oh, lộn, ayam là gà á mọi người. Bây giờ là mình ướp muối. Pepper. No. No. You don't have, it's okay. No, don't have. Phải có tiêu nữa nhưng mà không có tiêu, hết tiêu rồi. Bây giờ mình sẽ chiên tempeh. Bây giờ chiên xong tàu hũ nè. Bây giờ hành tím sẽ cắt ra. Xong rồi băm nhuyễn, thường thường có đầu xay đó, nhưng mà không có đầu xay. Mọi người nãy giờ mình đợi lâu lắm rồi, mình rất là muốn thử cái này. Can I try this? Can eat nữa? Yes, you can eat now. Mình rất là muốn thử cái này. Nó giống như bánh đậu nành đó mọi người. Ăn nó sóng gió ghê. Nó hơi mặn mặn. Chắc là ta ướp muối đó. Nó hơi mặn mặn. Chắc là ta ướp muối đó. Tay mình rửa rồi nha. Chỉ là không có quay cái cảnh rửa tay thôi. Chết rồi. Ca này con không có lấy chồng được rồi mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi, con sẽ không có lấy chồng được rồi mẹ. Tại vì lấy chồng mình về nhà chồng làm gì chắc người ta trả về quá.
ở bên nhà ngoại của Minh Tú á, tất cả nhà ngoại nhà nội luôn, tất cả các cô các dì đều biết nấu ăn và nấu ăn rất là ngon. Chỉ có hai người là y nhau luôn, nấu ăn cũng rất là muốn nấu nhưng mà nấu vô ăn nó không có ngon. Đó là mẹ Minh Tú và Minh Tú y chang luôn. Nhà ngoại với mình, nhà nội Minh Tú là nấu món gì cũng biết nấu luôn, biết cắm hoa, biết làm hết, người ta con gái thiệt. Tới bà qua với con bà qua chấn động, nhưng mà hai anh của Minh Tú nó ăn ngon lắm. Hồi nãy mọi người cũng nghe cô tâm sự là một tuần là gia đình của cô chỉ ăn thịt gà có một tuần thôi, một tuần là ăn một lần chứ, tại vì nó mắc. Thật ra như vậy nè, tại vì ở trên Bali á, hầu như tất cả mọi người á, họ sẽ sống nhờ du lịch. Ví dụ như những người này, những người như cô, họ sẽ làm ở những cái villa như là dọn dẹp nè, hoặc là nấu ăn nè, hoặc là những cái dịch vụ để phục vụ cho người du lịch. Nhưng mà khi cái mùa dịch tới thì du lịch đi xuống, kinh tế của Bali đi xuống rất là nhiều, cho nên là đây cũng là một cái thời điểm họ rất là khó khăn trong cái việc kinh tế rồi tiền bạc rồi tất cả mọi thứ. Cho nên cô nói hầu như mỗi ngày cô chỉ ăn nhiều nhất là đậu hũ, rồi cơm và cá, ít cá. Normally, how much your family spends a day for the food? For the food, normally it's like 100,000 for all of us. 100,000 rupiah for breakfast, lunch, dinner. And lunch, no dinner. Dinner different. 100.000 rupiah có nghĩa là 150.000 tiền Việt Nam mình cho nguyên một cái gia đình 12 người cho buổi sáng và buổi trưa. Bây giờ tôi mới thấy là tôi sống sang quá mọi người ơi, tôi quá sung sung. We are not stressed. Okay. And we are lucky here because the government give us a help. So they give us the like rice every week? No, this month. So we got 25 of rice for family. Okay, 25 so kilo. Mm-hmm. So we don't need to buy the rice. And they give also noodle and egg and the cooking oil. So that help much. Yeah, Bali depend on tourists. Yes. But now no. Corona. Yeah. Sorry. But it's, yeah. But lucky that just you are survive, yeah, yeah. Relax, yeah. Just go with the flow. Go with the flow. Oh, no stress. Bây giờ mình sẽ chiên bỏ hành tím vào. Có tỏi, ớt, hành tím, sả. Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị nấu cà ri đó. Mình đã biết được món cái tiếp theo là sẽ bỏ tỏi, bỏ ớt, bỏ sả vào, xong cái bỏ gà vào xào. Mình tính vậy thôi nha, còn để coi cô làm sao nha. Cái lá gì đó mọi người mà em không biết, giống lá chanh đúng không, mà chắc không phải lá chanh nhỏ hơn, nhưng mà rất là thơm. Ôi giời, thơm kinh khủng luôn á. Cái sauce curry vô. Yes. Curry, yes. Ý mình nói bỏ gà vô. Ayam. Bây giờ mình nấu cái tempeh, cái đậu hũ, cái bánh đậu nành đó nãy. Việt Nam mình xài chút xíu. Bỏ me vào đây. Ồ. Oh. Mình bỏ một miếng đường rồi bỏ nước me vào. Tamarind. Bỏ muối vô. Bỏ nước me mà tôi chả nước miếng luôn á. Bỏ một chút bột ngò. Xong bây giờ bỏ tempeh vô. Tempeh. Cái món này là không phải bỏ vô cà ri, cũng không phải bỏ vô cơm nha mọi người. Cái này giống như là một món mặn gì đó. Thay vì là cua rang me thì cái này là đậu nành rang me. Bây giờ mình sẽ nếm thử cái cà ri nha mọi người. Mình lấy một cái muỗng riêng đàng hoàng nha, muỗng nhỏ riêng của mình nếm.
Ngon quá trời. Như là cà ri của mình thôi à. À không, cà ri ở Việt Nam mình thì nó có kiểu nó khác cà ri bò hay cà ri gà, giống mấy kiểu mà nhà hàng bán bữa giờ mình ăn y chang. Thì nêm cũng dễ thôi, tại vì trong cái gói gia vị cà ri nó đã nêm sẵn rồi. Thì ở ngoài mình chỉ nêm một chút muối vô cho vừa ăn thôi à. Đây là chuẩn bị những cái thành phần để nấu cơm chiên. Có rau, cải ngọt, thịt gà sắc nhuyễn ra, cà rốt, củ hành, ớt. Cô đang cắt ớt đó. Tất nhiên là sẽ không thể nào thiếu món quan trọng nhất, đó là rice, là cơm mình nấu ra mọi người. Bộ neo của cô màu hồng có gắn hộp sò nha. My niece did for me. Oh, your niece. Cool. Yeah. Bây giờ mình sẽ học xem là hỏi là xin chào, tôi tên là Minh Tú nha. How to say hi, my name is something. Namasaya. Hi. Hi. Namasaya. Hi. Namasaya. Minh Tú. Tú. Hi, Namasaya Tú. Three makasi. Huh? Yes. Three makasi. Yeah, how to say? Terima kasih. Three makasi. Three makasi. Hi, nama saya is Mintu. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Three makasi. Suwa suwa. Sama sama. Sama sama. Okay. Ý là xin chào mọi người, tôi tên là Minh Tú, mọi người có khỏe không? Rồi là cảm ơn và không có chì. Mình nấu món tiếp theo đó là cơm chiên. Thì cơm chiên thì cũng dễ thôi, nó như ở người Việt mình vậy đó. Thì bỏ củ hành vô, xong bỏ tỏi vô, xong bỏ ớt vô, xong bỏ cơm vô, bỏ trứng gà vô, bỏ rau vô, bỏ... Ui, xe cơm chiên gà. Mình lại lấy cái muỗng thần kỳ của mình thử cái cơm. Phức tạp quá à. Tại nhiều hành quá à. Mình không thích hành lắm. Nhưng mà gia vị ướt thì rất là ngon. Nhưng mà mình phải xào một chút xíu nữa cho nó khô, mình thích ăn khô. Ăn xong tối nay tự hủi miệng mình là hôi đúng không? Ăn hành miệng hôi kinh khủng. Ai có bồ đừng có hẹn đi chơi với bồ thì đừng nên ăn hành nguyên ngày nha mấy bà. Cái bánh đậu nành nè. Nó mặn mặn, hơi chua chua, rất là vừa ăn. Nó giống như một món mặn của mình đó. Thì thay vì là cua rang me thì này là đậu nành rang kho. Ăn nó ngon như là má chồng nấu cơm vậy đó. Còn cái đậu hũ chiên mà mọi người. Đậu hũ này là đậu hũ mua tươi. Xong về cái chiên lên. Có ướp một xíu muối. Đậu hũ rất là mềm, êm dịu như làn sóng buổi chiều, 6 giờ chiều vậy đó. Nhưng mà làn sóng ở Vũng Tàu nha. Chứ sóng ở Bali là nó nặng, mạnh dữ lắm. Cơm này thì nhìn đơn giản vậy thôi nhưng mùi vị nó rất là hỗn loạn, phức tạp, kinh khủng khiếp lắm. Bây giờ mình đang thử cái cà ri gà. Thịt gà. Nó thơm, nó ngon, nó mềm, nó mịn như mình. Nó thơm cái mùi mà mình ủ lâu á, mình ướp cái gia vị nó lâu á. Mình chưng, mình nung nó mà. Nó thơm, nó ngon, nó mềm mịn như con gái 28 tuổi. Đừng chơi con gái 28 tuổi nha. Thực phẩm nó có nhiều trải nghiệm rồi.
nó khác, kinh nghiệm tràn trề đó nha. Bánh đậu nành chiên 35 tuổi, ăn không thì nó mặn, vô rồi nó sực sực, giống như là gái 35 thì nó trải nghiệm nhiều rồi, nó nhiều sạn lắm. Ăn cơm là thiếu cái mặn này là không có được. So good, very delicious. Thank you very much for helping me. I really enjoyed this and I learned some new things. So when I'm back to Vietnam, I will cook for my mom. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you, Miss Tu. And take care. And you too. Yeah. Take care. Take care. Yeah, during you are in Bali and keep healthy. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you, Miss Tu. Thank you so much for giving me. No, it's okay. It's like I'm happy to do this because I really enjoyed this, and then I know in the hard time. So yeah. So thank you. Take care. Nothing to say. Yeah. Just thank you. Yeah. Bận cái váy. Cho nên không có đưa cô ra ngoài, cái váy nó ngắn lắm. Ngày hôm nay thì mình cảm thấy rất là vui khi mà mình làm được một việc cũng khá là thú vị, và mình học được những cái món ăn mới của khi mà mình đã ở đây 3 tháng rồi. Thì bây giờ mình cũng đã biết nấu cà ri gà, mình biết nấu cơm chiên, rồi những cái món mới như là bánh đậu nành này nọ. Và một cái điều nữa là cô cảm thấy rất là vui khi mà Minh Tú cũng hỗ trợ cô, bởi vì mình hiểu được rằng là trong thời điểm này á, thì ai cũng khó khăn hết. Như Minh Tú kẹt ở trên đảo nè, thì mình có cái khó khăn của mình, nhưng mà cô thì những cái người dân ở đây á, thì họ sống đa số là bằng khách du lịch, mà khách du lịch giờ không có thì thời điểm này là cực kỳ khó khăn luôn. Cho nên là mình cũng gửi thêm cho cô một ít kinh phí, cũng không có nhiều, nhưng mà đó là tấm lòng của mình. Thật ra thì Minh Tú không phải là một người giỏi nấu ăn, mình không phải là người nữ công gia chánh, mình rất là dở, mình chỉ giỏi trong việc hùng biện cà khịa, và mình giỏi một chút về cái việc đi kiếm tiền thôi. Còn những cái việc như nấu ăn á, thì mình không có giỏi lắm. Cho nên ngày hôm nay mình cảm thấy là vui, chắc là gia đình của mình, đặc biệt là mẹ mình sẽ rất là vui khi mà coi cái video clip này, bởi vì thấy được là mình đã biết nấu ăn. Nếu mà mọi người cảm thấy thú vị và vui và giải trí thì mọi người hãy nhấn kênh theo dõi kênh của Minh Tú, cũng như là cho Minh Tú những cái comment, những cái bình luận, những cái like, những cái chia sẻ, những cái góp ý để Minh Tú có thể làm những cái tập tiếp theo nó thú vị hơn. Xin chào mọi người.